De Paula nói gì với Quế Ngọc Hải trước khi tuyển thủ Việt Nam đá pen hạ gục Malaysia? Đó là câu hỏi mà hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn đang thắc mắc cho đến lúc này, khi mà tiền vệ được đánh giá là ra chân lạnh lùng, khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cứu thua, vẫn chưa lên tiếng. Ở trận đấu đêm qua, ngày 11 tháng 6, giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022, Việt Nam đã thắng kịch tính Malaysia với tỷ số 2-1. Đáng chú ý, bàn nâng tỷ số lên 2-1 của trung vệ Quế Ngọc Hải được thực hiện từ chấm phá phạt đền sau khi Văn Toàn bị đội bạn phạm lỗi trong vòng cấm trước một cơ hội nguy hiểm có thể dẫn đến bàn thắng. De Paula, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil, người vừa làm bàn vào lưới tuyển Việt Nam san bằng tỷ số 1-1 từ quả phạt đền trước đó, đã ghé lại nói điều gì đó với trung vệ sinh năm 1993. Rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam bày tỏ bất bình trước hành động này. Dù không biết De Paula nói cụ thể câu gì với Quế Ngọc Hải, nhưng không khó để có thể thấy đây là màn tiểu xảo của De Paula với những câu nói nhằm tạo ra sự phân tâm và gây áp lực, nhằm đánh vào tâm lý từ một tiền đạo mà cư dân mạng gọi là già dơ ở độ tuổi 34. Cũng cần nói thêm, trước đó ít phút, sau khi ghi bàn từ chấm 11m, De Paula đã tỏ ra cực kỳ phấn khích, mặc dù tỷ số 1-1 ở cuối hiệp 2 cũng không phải tỷ số có thể mang lại hy vọng cho tuyển Malaysia có thể nuôi tiếp giấc mơ vào vòng 3 giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Lúc đó, De Paula hướng về ống kính truyền hình, thét to và tạt cả nước vào ống kính. Có ý kiến cho rằng cầu thủ này muốn giải tỏa ức chế với khán giả Malaysia sau khi cầu thủ nhập tịch này bị chỉ trích là mờ nhạt trong trận cầu thua chủ nhà UAE 0-4 trước khi gặp tuyển Việt Nam mấy ngày. Thế nhưng dù là nguyên nhân gì thì hành động quá khích ấy cùng với màn đánh đòn tâm lý rất thiếu fair play, nếu không muốn nói là thô kệch, mà De Paula đã làm với Quế Ngọc Hải, cho thấy cầu thủ này chưa bàn về chuyên môn cũng đã không thể xứng đáng với sự ca ngợi của báo chí và kỳ vọng của người hâm mộ Malaysia đã dành cho anh. Thậm chí, trên các diễn đàn mạng xã hội ở Malaysia, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ bức xúc với cách hành xử của cầu thủ nhập tịch này. Quay lại Quế Ngọc Hải, trước khi thể hiện quả pen cực kỳ lạnh lùng và hiệu quả, trung vệ tuyển Việt Nam cũng đã có những pha bóng qua người đối thủ đang áp sát khung thành thủ môn Tấn Trường. Ở cả hiệp 1 và nhất là hiệp 2, Quế Ngọc Hải nhiều lần cắt bóng, bình tĩnh loại bỏ đối thủ trước khi truyền bóng lên tuyến trên để mở đường cho đồng đội tấn công. Các pha bóng kỹ thuật, lạnh lùng và bất ngờ của Hải bất chấp đối thủ chơi nhanh và chơi áp sát, cho thấy đội trưởng tuyển Việt Nam có trái tim nóng nhưng cái đầu rất lạnh để đối đầu với Malaysia. Không ngoại lệ, quả sút phạt 11m trong tâm thế phải đá vào và bị De Paula chơi bản tâm lý đã được Quế Ngọc Hải hoàn thành xuất sắc. De Paula đã nói gì với Hải trước khi anh ra chân tiễn Malaysia về nước sớm, dù đội này còn trận gặp Thái Lan vài ngày tới? Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn tò mò muốn biết. Trên báo VN Express, Quế Ngọc Hải nói, lúc tôi chuẩn bị đá, nhiều cầu thủ Malaysia đã tìm cách gây áp lực. Họ nói bằng tiếng Anh nên một số câu tôi hiểu. Họ bảo tôi sẽ đá ra ngoài, phải ra ngoài, rồi chắc chắn ra ngoài. Trận đấu đêm qua đã cho chúng ta thấy nhiều điều đáng suy ngẫm về hai lối chơi của Hải và De Paula nói riêng, cũng như Việt Nam và Malaysia nói chung. Và rõ ràng, một chiến thắng dành cho tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.